Chuyện ngắn sau ngữ tiếng Anh. Tiếng Việt. Sometimes just let it be. Đôi khi hãy để mọi chuyện tùy kỳ tự nhiên. Once Buddha was walking from one town to another town with a few of his follower. Một lần, Đức Phật cùng với vài đệ tử đi bộ từ thị trấn này đến thị trấn khác. This was in the initial day đây là câu chuyện trong những ngày đầu tiên. While they were traveling, they happened to pass a lake. trong khi đang đi, họ tình cờ qua một cái hồ. They stopped there and Buddha told one of his disciples, I am thirsty. Please get me some water from that lake there. họ dừng lại ở đó và đức phật nói với một trong các đệ tử của mình. Ta cảm thấy khát, hãy đến hồ lấy cho ta một ít nước. The disciple walked up to the lake. Vị đệ tử liền đi đến hồ. When he reached it, he noticed that some people were washing clothes in the water and right at that moment, a bullock cart started crossing the lake right at the edge of it. Khi tới đó, anh thấy một số người đang giặt quần áo và ngay lúc đó, một chiếc xe bò bắt đầu băng qua hồ ngay cạnh mép nước. As a result, the water became very muddy, very turbid. Kết quả là nước trở nên đầy bùn và đục ngầu. The disciple thought, how can I give this muddy water to Buddha to drink? So he came back and told the Buddha. The water in there is very muddy. I don't think it is fit to drink. Vị đệ tử này nghĩ, làm sao mình có thể đưa nước bùn này để Đức Phật uống? Vì vậy anh ấy quay lại và nói với Đức Phật. Nước ở đó ngầu bùn. Con nghĩ rằng nó không phù hợp để uống à? So, the Buddha said, Let us take a little rest here by the tree. Đức Phật nói, vậy thì chúng ta hãy nghỉ một chút ở đây, cạnh cái cây này. After about half an hour, again Buddha asked the same disciple to go back to the lake and get him some water to drink. Sau khoảng nửa giờ, một lần nữa Đức Phật yêu cầu vị đệ tử đó quay trở lại hồ và lấy cho ngài một ít nước để uống. The disciple obediently went back to the lake. Đệ tử vâng lời và quay trở lại hồ. This time he found that the lake had absolutely clear water in it. Lần này, anh thấy rằng nước trong hồ đã hoàn toàn sạch. The mud had settled down and the water above it looked fit to be had. Bùn đã lắng xuống và nước ở trên có thể uống được. So he collected some water in a pot and brought it to the Buddha. vì vậy, anh đã lấy một ít nước đựng vào một cái bình và mang nó đến cho đức phật. The Buddha looked at the water. And then he looked up at the disciple and said. Đức Phật nhìn vào nước, rồi ngài quay sang vị đệ tử kia và nói. See, you let the water be and the mud settled down on its own. You got a clear water. It didn't require any effort. Con đã thấy chưa? Con đã để nước lặng và bùn tự lắng xuống. Con đã có nước sạch. Điều đó không đòi hỏi bất kỳ nỗ lực nào. Bài học đạo đức. Your mind is also like that. When it is disturbed, just let it be. Give it a little time. It will settle down on its own. You don't have to put in any effort to calm it down. We can judge and take best decisions of our life when we stay calm. tâm trí của bạn cũng như thế khi cảm thấy bị xáo trộn hãy để thuận theo tự nhiên hãy dành ra một chút thời gian nó sẽ tự ổn định bạn không cần phải cố gắng làm dịu nó xuống chúng ta có thể đánh giá và đưa ra quyết định tốt nhất trong cuộc sống của mình khi chúng ta bình tĩnh